mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà fix treo màn hình loading nhé. Thì cách đơn giản nhất đó, thì mình phải sẽ vào cái phần cài đặt, sau đó mà thì mình tìm cái phần display. Ở đây mình chuyển qua hết tiếng Việt rồi, thì bạn tìm giúp mình cái phần display và vào cái phần display của nó, kéo xuống dưới cùng nó có phần graphic setting. Cái này chỗ này là graphic setting ha, bạn chọn vào. Rồi ở đây nếu mà mình đã có chạy cái CSGO nè, thì mình bây giờ mình muốn chạy cho file M thì mình bấm vào cái chữ Browser. Rồi mình tìm cái file mà file M của mình hiện tại mình đang cất ở đâu á. Copy nó lại. Rồi, Enter nữa. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái file M của mình đây. Rồi thêm. Rồi mình bấm vào tùy chọn và chọn hiệu suất cao nhất của NVDA của card của mình là hai performance á. Nếu như đúng đó, nó sẽ ghi là hai performance ha, mình bấm lưu lại. Sau đó thì mình vào game trải nghiệm như bình thường.